Chào cả nhà, hôm nay đó mình quay cái này cho cả nhà coi ha. Con mình nó mở lên được một miếng rồi nè, một khoảnh cây rồi nè. Đất dưới này không biết đất gì mà nó cứng như lắm, cứng như là bữa hổm ông xã mình đào đang trồng bông, ê trồng ấy đó, cứng ngắc luôn, như là đất đá vậy đó, đất gì không biết nữa. Rồi. Hi Kylie. Hello. You like to be outside? Yeah. Cây này nó hư hết rồi, bây giờ phải nhổ lên hết, rồi mình làm một cái hàng xi măng đây, một cái hàng xi măng đó, nó gọi là cái retainer wall, tại vì đất bên nhà mình nó thấp hơn bên hàng xóm, đó, bên hàng xóm đất nó cao hơn. Rồi xong rồi mình chưa có quyết định, giờ làm hai cái hàng thôi, hai cái tường thôi, rồi không biết có chắc nghĩ không có trồng gì đâu, chắc để coi cây tráng xi măng hay là lót gạch. À, có tạm thời làm hai cái lần này trước đi. À, cây hư hết rồi, cây nè bung ra hết rồi nè, ở nhà thấy cây chỗ này bung rồi nè, à, cây bung. Hôm nay đó là mình mướn được mấy cái anh chàng mẻ này tới á, họ gỡ cái deck bằng cây ra hết rồi nè, bây giờ nhìn nó tan hoang luôn á. Thì gỡ ra hết, chuẩn bị 1-2 ngày xong rồi họ mới tới, họ đổ xi măng. Về giá cả đó thì mình có cho hai người tới coi. Thì một người làm bằng gạch, họ sẽ chất gạch lên. Còn một người thì đổ xi măng. Thì ông xã mình chọn cái người đổ xi măng. Mà cái người đổ xi măng á, thì giá nó rẻ bằng một nửa của cái người mà làm gạch. Thì mình không có nói giá, thì mình ngại nói giá đó, thì bây giờ mình chỉ nói là nó rẻ hơn một nửa thôi. Hôm nay là ngày thứ hai, đã đào xong mấy cái đường này rồi, đang mà để đóng cây lên đổ xi măng. Giờ đây là những hình ảnh thâu lại được từ máy camera của nhà mình đặt ở phía sau. Ông xã với mình đi làm, không có ai ở nhà, thì mình mở cửa hông bên hông, người ta đi vô phía sau người ta làm, mình thấy người ta làm cũng cực dễ sợ luôn á. Hôm nay là ngày thứ ba thì mấy anh chàng này đã đóng học rồi hết, đóng hai lần hai học, để hai cái ô á, để chuẩn bị đổ xi măng xuống. Những cái ô này á cũng có vỏ kẽm xuống đặng cho nó giữ xi măng cho nó được chắc, được bền lâu hơn. Thì đây là lần đầu gia đình mình đổ xi măng kiểu này, cho nên mình quay lại những cái thước phim này để làm kỷ niệm. Xe xi măng đã tới rồi, thì chiếc xe này sẽ đổ xi măng xuống cái ống, rồi cái ống dẫn chạy múc ra đằng sau nhà luôn. Rồi mấy anh chàng này mới là làm việc ngay lập tức, cho nên phải cần nhiều người đằng túc. Xi măng nó còn ướt á, thì nó dễ làm, chứ để nó mau khô thì nó lại khó làm hơn. Thì cũng kỹ lắm, thì anh chàng này đang trải miếng mũ ở dưới đất đặng cho đổ xi măng xuống nó không có rớt xuống đường, rồi nhìn nó không, nó lượm thượm, nó không có sạch sẽ. Họ cũng kỹ lưỡng lắm. Giờ bỏ xi măng vô trong mấy cái hộc cây rồi đó, tới 6 người đàn ông làm rồi. Nói tiếng Mễ không à, mấy anh chàng này nói tiếng Mễ không à, mình không hiểu đâu. Với một người thì cầm cái ống, rồi một người thì giọng giọng cái miếng cây để cho xi măng nó nằm yên xuống. Khi mà gỡ mấy cái tấm cây này ra thì cái mặt xi măng á nó không có được láng, thì mấy anh chàng này mới xịt nước vô cho nó ướt, rồi mới dùng cái đồ mà cái bên Việt Nam mình gọi là cái bay hả, mình không biết cái đó phải là cái bay không, cái gì thẳng thẳng á, rồi tráng qua tráng lại để cho nó láng cái mặt bề ngoài của cái tấm tường.
Sau một tuần là bây giờ xong rồi nè cả nhà, thành hai cái bức tường. Chỗ này có một bậc tam cấp, tại vì cái xi măng chỗ này nó nhỏ quá cho nên không có làm hai bậc. Kylie say hi. Bây giờ là không có bằng cây thì này nó bền hơn. Rồi bên trên này á còn đất mình không có tráng, là tại vì ông xã mình định cắt cái gì đó không biết nữa, để mai mốt ông sẽ làm cái gì. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Hẹn video kỳ sau. Bye. Bye.